Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Ít nhất 10 người đã bị thương sau vụ va chạm giữa hai xe khách, trong khi các phương tiện liên quan đều hư hỏng. Ít nhất 10 người đã bị thương sau vụ va chạm giữa hai xe khách sáng nay trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn gần thôn Đỗ Xá, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời mưa, đường trơn trượt nên chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 36B02773 di chuyển theo hướng từ Hà Nam về Hà Nội đã không kiểm soát được tốc độ và tông mạnh vào đuôi xe khách mang biển kiểm soát Lào UN0410 chạy tuyến Savannakhet, Hà Nội. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông, xe cứu thương đã tới hiện trường để tổ chức ứng cứu và phân luồng chống ùn tắc giao thông.